khi mà con sinh em bé ra, mình rất là mong muốn cho con học đủ thứ là đúng hơn. Không phải là dạy cho con học đâu, mà con có thể là cho con đi trải nghiệm nhiều nơi, tham gia nhiều cuộc thi, tham gia những trò chơi đấy, rồi các hoạt động nọ kia. Thế nhưng mà vì con ốm, cứ mỗi một lần định đi đâu đó thì con lại ốm, đúng không ạ? Cứ lên kế hoạch đi chơi là con lại ốm. Thế là gì ạ? Là lại phải hủy. Đó là một trong những cái lý do mà những mẹ chăm con nhỏ ít được cho con đi ra ngoài. Vậy thì sao ạ? Khi mình có trong tay một công cụ mà hiệu quả để mình chủ động được sức khỏe cho con, thì mình có thể đưa con đi tận đâu, đưa con đi mọi lúc mọi nơi, mà chỉ cần có Diện Chẩn ở bên cạnh. Diện Chẩn là gì ạ? Diện Chẩn là một phương pháp giúp cơ thể đánh thức cái sự chữa lành ở bên trong. Diện Chẩn không phải là thuốc, Diện Chẩn nó chỉ là một công cụ, một phương pháp thôi, nhưng mà nó có thể đánh thức được cái sự chữa lành. Và Diện Chẩn cho bé cũng vậy. Cơ thể một em bé sinh ra đã là một bộ máy hoàn hảo rồi, cho nên là việc mà chúng ta dùng sai, ví dụ như bộ máy đó cần phải có năng lượng để hoạt động, như là bú mẹ hàng ngày, ăn cơm hàng ngày, uống sữa hàng ngày, đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta dùng sai đi, chúng ta nạp năng lượng sai đi, chúng ta cho con dùng thuốc nhiều quá, dẫn đến sức đề kháng của con suy giảm. Mà khi mà hệ miễn dịch, sức đề kháng suy giảm thì những em bé gặp rất nhiều vấn đề, hay ốm vặt, đúng không ạ? Ví dụ như thế là cái mùa bệnh chân tay miệng đi, thì có khi là tất cả các em bé ở trong lớp bị, mà con nhà mình không bị. Bởi vì sao? Bởi vì sức đề kháng của con mình nó cao hơn những bé khác, nên là có thể kháng lại, làm cho cơ thể không bị nhiễm. Đấy. Cho nên là Diện Chẩn nó là một phương pháp mà đánh thức được cái sự chữa lành đó, sự tự chữa lành thì đúng hơn. Đấy. Cho nên là Diện Chẩn tại sao Diện Chẩn cho bé lại rất là hiệu quả. Và con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà đi trên cái con đường này. Hôm qua con có vinh dự được nói chuyện với thầy Tổ Bùi Quốc Châu về chương trình Diện Chẩn cho bé. Từ năm 2019 là thầy đã phê duyệt cho cái chương trình Diện Chẩn cho bé. Thì cái Diện Chẩn cho bé nó thực sự là rất ý nghĩa với những thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Tại vì sống trong cái xã hội bây giờ thì cái việc mà con ốm, cái việc đầu tiên mà mình nghe là gì ạ? Phải đưa con đi khám để xem như thế nào, không được mua thuốc linh tinh, đúng không ạ? Đấy, mà cứ đi khám là không phải là mua một loại mà có tới 5-7 loại ở trong đấy cơ. Sau đó là mình về mình cho con dùng, đúng không ạ? Và cứ mỗi một lần như vậy, càng theo dõi thì sức đề kháng của con càng giảm. Đấy, mà bây giờ mình sống trong một cái xã hội bị thương mại hóa các cái loại thuốc như vậy, mà mình không tỉnh, mình không có một cái phương pháp ở trong tay, thì lúc đấy người thiệt thòi nhất chính là con của mình, không ai khác. Mình chỉ mất tiền, nhưng mà con của mình thì mất sức khỏe. Không có sức khỏe, không có khả năng học tập, học hỏi bạn bè. Thành ra nó là như vậy, đúng không ạ? Khi mà con sinh em bé ra, mình rất là mong muốn cho con học đủ thứ là đúng hơn. Không phải là dạy cho con học đâu, mà con có thể là cho con đi trải nghiệm nhiều nơi, tham gia nhiều cuộc thi, tham gia những trò chơi, đấy, rồi các hoạt động nọ kia. Thế nhưng mà vì con ốm, cứ mỗi một lần định đi đâu đó thì con lại ốm, đúng không ạ? Cứ lên kế hoạch đi chơi là con lại ốm. Thế là gì ạ? Là lại phải hủy. Đó là một trong những cái lý do mà những mẹ chăm con nhỏ ít được cho con đi ra ngoài. Vậy thì sao ạ? Khi mình có trong tay một công cụ mà hiệu quả để mình chủ động được sức khỏe cho con, thì mình có thể đưa con đi tận đâu, đưa con đi mọi lúc mọi nơi, mà chỉ cần có Diện Chẩn ở bên cạnh.